Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong thư gây quỹ gửi đến những người ủng hộ hôm 2 tháng 8 rằng ông có thể bị kết án 561 năm tù, đồng thời chỉ trích Tổng thống Joe Biden và Bộ Tư pháp. Bức thư được gửi đi trước khi ông Trump dự kiến trình diện tòa án liên bang trong ngày 3 tháng 8, bị đơn tại Mỹ hiếm khi bị kết án mức tối đa với toàn bộ tội danh bị kết tội. Án tù của các tội khác nhau cũng được thực thi, đồng thời hạn chế tổng thời gian ngồi tù và người bị kết án. Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington ngày 1 tháng 8 công bố cáo trạng dài 45 trang truy tố ông Trump về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 dẫn đến cuộc bạo loạn quốc hội Mỹ. Cáo trạng được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith gồm 4 cáo buộc là âm mưu lừa gạt nước Mỹ, án tù tối đa 5 năm, âm mưu cản trở và cản trở quy trình nhà nước, án tù tối đa 20 năm và âm mưu tước quyền có một cuộc bầu cử công bằng của cử tri án tù lên đến 10 năm. Đây là một trong nhiều thách thức pháp lý của ông Trump phải đối mặt. Ông Trump cuối tháng 3 trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán New York ấn định sẽ xét xử vụ này vào tháng 3 2024.